phía trên này nhá. Phía trên này là một chú, đây có thể gọi là chú thằn lằn hay là thật thùng, hoặc là một loài động vật bò sát gì đó, có thể là một loài động vật bò sát gì đó mà em vẫn chưa hình dung ra được, là những người nghệ nhân là đang thể hiện đây, là em nghĩ là đây một chú kỳ đà chẳng hạn, vì nó có vảy này. Đó, làm rất là hay, rất nhỏ xíu, nhỏ xíu bằng ngón tay này. Hello hello, xin chào quý vị nha. Trong buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục là một siêu phẩm, trước mặt quý vị đây là một chiếc sập thập điểu cuốn mai. Chiếc sập thập điểu cuốn mai này bằng chất liệu gỗ vụn và nhà em vừa lắp mộc lên xong, thì em sẽ quay giới thiệu cho mọi người. Rất là hot nha, sản phẩm rất là hot và hàng thì cực kỳ là VIP. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của chiếc sập mai điểu, hay còn gọi là thập điểu cuốn mai đây. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m8 x 2m2, hàng đại rất là lớn. Chúng ta sẽ kê vào những không gian phòng thờ có kích thước bàn thờ là 2m17 thì rất là hợp lý. Như không gian phòng khách rộng. Đó. Đây, quý vị là hình ảnh tổng thể chiếc sập đây, đục cực kỳ là tinh xảo nhé. Một lát nữa thì em sẽ giới thiệu vào chi tiết. Còn này em lướt mà trước tiên thì em cứ lướt góc máy tổng thể về cái dáng sập bên ngoài để cho quý vị có thể xem và hình dung được cái dáng sập này, cũng như là cái độ hoành tráng và đồ sộ của nó khi kê vào không gian phòng của chúng ta nó như thế nào. Đây là góc máy chính diện này. Dáng sập thì là dáng sập chân quỳ rồi, còn dạ này đục đục làm bầu như là dạ cá, sập chân quỳ đấy. Đây là góc nghiêng này, đây là góc nghiêng này, mà quay hạ thấp ấy cho quý vị xem này, góc nghiêng này. Đây là nhìn chiều cao xuống này. Và phía về cái giới thiệu cái phần đường nét bên ngoài trước, trước khi vào đi đường nét chi tiết thì em sẽ thường giới thiệu về cái tổng dáng của những sản phẩm này. Dáng sập rất đẹp thưa quý vị, cực kỳ là nhìn là vững chắc luôn. Khi chúng ta ngồi trên này thì quá là tuyệt vời luôn, ngồi uống rượu. Đó, và không để quý vị chờ lâu nữa thì ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu đường nét chi tiết. Thì trước tiên thì em sẽ quay về cái phần đục chạm của chiếc sập này. Đây, sẽ bắt đầu từ cái đầu chân này quý vị nhé. Đây là sập mai điểu, thì cái chân này sẽ là chạm khắc như một cái gốc cây này. Đây, chính là quý vị đây này. Cái chân này có kích thước là 24cm quý vị này, kích thước 24cm và được đục chạm theo một gốc cây. Đây thì có hình ảnh là đôi chim, đây là đôi chim hạc quý vị nhá. Đôi chim hạc này, đây có bông hoa hồng gọi là hồng hạc. Đó, tuy nhiên là cái chân này là bị em để nước mưa hát vào nó hơi sậm màu một chút này. Còn gỗ lạt thì là rất đẹp rồi, cũng là cực kỳ là tuyệt vời đấy quý vị. Gỗ này, nuột nạc này, không một vết vát gì luôn nhá. Gỗ cực kỳ là nuột luôn, nhưng mà gỗ vụ để lâu năm có ngót rất là kiệt rồi. Đầu chân thì là có chú sóc này đang cắt một trái nho này, nhờ đậu trên cái lá nho này. Chẳng khác này, đầu chân này. Tiếp theo để đi vào trong này, đây sẽ là một cái thân cây mai quý vị này, thân cây mai này kéo dài ra ngọn này, ra này. Đó, thì trên thân cây thì có những bông hoa mai đang nở. Cái xác này cũng như là có hình ảnh những cái con chim này hay là những con sóc này rất là sinh động này. Đây, quý vị đây, quay gần được quý vị xem này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh một chú chim. Một chú chim được chạm khắc, biến tấu rất là đẹp này, đang bọ trên một cành cây mai này. Đấy, xòe cánh này, xòe cánh này, cũng như là những cái đuôi này. Đuôi chúng này, làm cây bong quý vị này. Những cái đuôi của cây bong này. Cây bong này. Đó, quý vị để ý. Đây, những cái bông hoa này. Em quay gần hơn được quý vị xem nhá. Những cái bông hoa này được làm rất là sắc nét này. Những bông hoa được làm rất sắc nét, làm rất là kỹ này bởi những người thợ, người nghệ nhân hàng đầu của cơ sở đồ gỗ Tục Bám luôn. Đây, quý vị này, những bông hoa này, nhìn đã chưa, sắc nét chưa? Những bông hoa này cực kỳ là sắc nét nha, nhưng không phải những người thợ nào cũng thể
để khéo tay để mà gọt ở những bông hoa mà nét như này đâu. Quý vị phải để ý thật kỹ về những cái độ nét của những cái chi tiết này. Đây, quý vị này. Từ những cái nhị hoa này nhỏ xíu bằng móng tay em luôn. Móng tay hay những cái đường tỉa này. Những cái đường tỉa này rất là nét, cành đó, cành này. Bên dưới này, đó. Cái thân cây này rất là lớn nhá, thân cây. Kết hợp bên dưới này có hai chú sóc này quý vị này. Hai chú sóc này đang tranh nhau quả nho này, rất là hay này. Đang tranh nhau quả nho này. Một lát nữa mà ăn hết nho này chắc là nó sẽ quay sang nó cắn nhau đấy. Mà những cái quý vị để ý những cái mắt này, những cái mắt này em đính mắt vào thì rất là sinh động, như những cái mắt thật này. Đó. Rồi, tiếp theo bên này lại là một chú chim này. Lại là một chú chim này, đậu trên những cành cây mai này. Được nét này, quý vị này. Những cái quý vị nhìn này. Phía trên này nhá, phía trên này là một chú đây có thể gọi là chú thằn lằn hay là thật thùng, hoặc là một loài động vật bò sát gì đó, có thể là một loài động vật bò sát gì đó mà em vẫn chưa hình dung ra được, là những người nghệ nhân là đang thể hiện đây, là em nghĩ là đây một chú kỳ đà chẳng hạn, vì nó có vảy này. Đó, làm rất là hay, rất nhỏ xíu, nhỏ xíu bằng ngón tay này, nhỏ xíu bằng ngón tay này. Đó, hay là bên này này. Những thân cây này thể hiện những cái thân cây già lâu năm quý vị nhá, những thân cây già lâu năm, và đây là những cái hốc cành, những cái hốc cành này nó bị thối, những hốc cành này nè, nó thành những cái hõm sâu này đấy, thành một cái thân cây cổ thụ lâu năm rất là đẹp. Em quay gần để cho mọi người xem được kênh bồng nhìn cực kỳ đã luôn quý vị nhá. Các bác nào mà yêu thích hay chơi sạp thì cứ đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để thưởng ngoạn chiếc sạp này, cực kỳ là đã luôn. Nhìn bên ngoài này, chú chim này. Em quay gần này thì quý vị mới biết được cái đường nét đục chạm nó sắc nét như nào. Còn quý vị nhìn trên ảnh hoặc là một số những cái sản phẩm mà người ta quay thì quay tổng thể thì quý vị rất khó được hình dung được cái độ chi tiết của nó. Tiếp theo đây quý vị này, nhìn này, sinh động chưa, mà cái độ chi tiết nó cực kỳ là nhiều luôn. Tiếp theo là ra phần giữa này, phần giữa thì lại tiếp tục là một đôi chim. Cho máy thấp nhá. Tiếp tục lại là một đôi chim đang tranh nhau. Lần này thì những chú sóc kia thì là tranh nhau những chùm nho thôi. Còn đôi chim này thì đang tranh nhau này. Đây là một chú sâu quý vị nhá. Đây là một chú sâu này. Đây là một chú sâu này. Đó, chính giữa là chữ họ này. Trên này thế này. Lại là một đôi chim. Lại là một đôi chim này đang tranh nhau những chú sâu. Đó. Những con chim này bé thôi. Nghĩa này, nó chỉ hơn đầu ngón tay em một chút thôi. Hơn đầu ngón tay em một chút thì là chạm khắc nó rất là tinh tế quý vị nhá. Chạm khắc rất là nét. Mà lại chạm khắc rất là nét. Đó, hòa quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Đẳng cấp. Đấy quý vị. Còn cái phần gỗ này thì chắc em không giới thiệu rồi. Từ lúc nãy em lia máy chi tiết mà quý vị xem được cái phần gỗ này nó đẹp như thế nào. Nó lục lạc, còn gỗ thì chọn lọc rất là đẹp luôn. Lục lạc và cái dạ này. Cái dạ này là dày 10 phân thưa quý vị. Dạ này dày 10 phân. Bây giờ nhà em đục đi rồi nha, đục đi rồi mà vẫn còn 10 phân đậu luôn này. Đục đi rồi vẫn còn 10 phân này, rất là dày. Các bác chơi sập thì hãy liên hệ trực tiếp nhanh con này nha. Con này là bởi vì là cái thời gian từ bây đến Tết này, nó còn rất ít thời gian thôi. Nên là để đục một cái dạ sập như này này, nó mất rất là nhiều thời gian các bác này. Các bác nào không nhanh tay và đặt hàng thì mà đến cuối năm mà muốn có hàng để chơi ấy, thì nó rất là khó, có thể là phải đợi sang năm khác, đợi sang năm, vì là những cái bộ sập như này quý vị này hoàn toàn đục tay thủ công rồi. Những người thợ thì có thể là những cái bông hoa có khi là gọt cả ngày mới được vài bông hoa này thôi này, nó rất là lâu. Nếu mà gọt bình thường ấy thì là không nét ấy thì là nó rất là nhanh, tuy nhiên mà để mà làm kỹ mà làm nét như này ấy, thì nó mất rất là nhiều công quý vị nhá. Quý vị phải biết là để làm sắc nét thì rất là nhiều công. Và những người thợ mà để làm nét như này thường là những nghệ nhân thì họ khi nào có hứng lên thì người ta mới làm việc thôi, chứ không phải lúc nào cũng có thể làm ra được những chiếc sạp vip như này đâu. Đây, làm việc theo cảm hứng là chính. Tiếp bên này là một cái đầu chân như này. Đấy, gỗ này. Gỗ quá đẹp luôn này. Quá đẹp luôn này. Đó. Bên này tùng hạt này. Còn hai cái bên dạ đốc này thì là cũng dày là 8 phân và là cũng tặng chạm khắc là hoa lá cũng là rất là đẹp. Đấy, này.
Tuy nhiên là tất nhiên là cái phần đốc này chúng em sẽ làm không thể bằng cái dạ trước được rồi. Vì đằng trước nên là cái linh hồn của chiếc dập, nên là bao giờ những người thợ là cũng dành nhiều tâm huyết vào đây. Nhiều tâm huyết vào đây. Đây. Đây là phần ngang bên này. Đây là phần mặt nhé, mặt này là mặt hai lá quý vị nhé, là hai lá ghép vào ấy. Là dày 2 phân, cũng như khuôn tranh là dày 8 phân. Đó, khổ này là 20 này. Và cái mặt này của em là cũng co ngót này quý vị này. Quý vị nhìn cái màu vụ này là nó đang xuống màu rồi, có nghĩa là cái sập này nhà em là cũng để một thời gian là gỗ nó đã co ngót. Gỗ nó co ngót rồi. Nên là quý vị nào mà mua chiếc sập này thì là hoàn toàn yên tâm. Vì trong quá trình sử dụng khi sơn vào thì không phải lo là độ co ngót của gỗ nó nhiều nữa. Bởi vì chiếc sạp này nhà em là để cực kỳ lâu rồi, cũng như là cái thời gian để đục chiếc dạ này rất là lâu, thì là gỗ nó là hoàn toàn yên tâm quý vị nhé. Gỗ là hoàn toàn yên tâm quý vị. Và quý vị nào có nhu cầu mà để sở hữu một chiếc sạp mà nó VIP như thế này, đục chạm đỉnh cao cũng như là gỗ lạc đẹp như thế này, thì hãy liên hệ ngay đến cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng em có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ này, số điện thoại là 0987 510 86, website là đồ gỗ tùng 8.com. Những cái sản phẩm như này thì thứ nhất là số lượng nó rất là có hạn, cũng như là cái thời gian từ bây đến Tết âm lịch 2021 thì nó cũng rất gần thôi, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi mà để đặt hàng ấy thì cũng rất là khó. Nhưng mà các bác nào mà yêu mến ấy thì hãy nhanh tay đặt hàng. Bởi vì những tác phẩm này em đục thì rất là mất nhiều công. Ok, clip nó cũng khá dài rồi. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Các bác nào mà muốn xem được hình ảnh chi tiết nhiều hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo. Qua Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết ở chiếc sạp để cho mọi người nhé. Rồi ok, xin chào mọi người. Hôm nay em quay clip này hơi dài đấy. Các bác yêu mến thì hãy bấm đăng ký kênh nha để theo dõi những cái sản phẩm VIP khác. Ok.